Có lệnh truyền ra đức công trần triều, có lệnh truyền ra quân quan thì đổ cùng là trung sinh. Quốc sử Việt Nam trần lịch hương. quân bộ đôi hàng, thiên binh vạn ba hàng rào kéo xa lệnh truyền thiên đời vàng cung. Văn sướng dâng lên thượng làng, văn sướng dâng lên con vì tô đôi chép biên cho từng phi cho để đổ mình an. Thiên dung thân nhân thông như nhập chiến sĩ thể hoạt động song nhan bất giới lộ vô số bất hàm dung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đông Nga khải thánh nam nhạc giáng thần hoàng ngàn, dân kề thế chi công huy sắc quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng tích ký thanh sử lưu danh thiên hữu vị Việt đi Nam Quốc Hà Nội thành quận Mê Linh phường 2 nối sam xóm bàng khu 2 khu bản điện linh từ xứ cơ thượng bổn Phật thánh hiên đi cúng thu thiên nê cung ninh Phật thánh giang ngân đàn tràng cúng nạp kim ngân tiên đi thảo long chu tượng mã y thượng tư thì trần kiều cầu an bản mệnh sám đi khất đi đạo căn đi cúng tiên sơn tràng tam vị chúa tiền xuất khai thần tiến đáp tạ thần ân đi cầu y an bản đi mệnh viễn tông tay gương mở cung tài đọc kỳ sự thần đệ tử thanh đồng mộc ân trần đi vũ tiên pháp hiệu minh quang dẫn đi trình đệ tử thanh đồng Nguyễn Thị Thúy tự vinh hiển hành cánh tam thập tứ tuế sinh nữ ất xỉu thiên nguyệt nhật thời đức nhật ngưỡng can long nhan phủ giám đi thành ngũ điểm thân bằng sinh cư trần đi giới hành đo thánh đi môn tuy sinh đi thành tố bẩm ngữ hiền nhiên vào hữu toàn bằng ngữ thánh lực cầu vì khấu đảo hạt tắc an ninh do thị kim nguyệt cát nhật dù thiết thương hòa kim ngân lễ vật chi đi cụ hữu sớ văn kiền thân thượng tấu cung duy trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc bệ trần triều khải thánh vương phủ vương y mẫu vương phi phú nhân ngọc y điện hà trần y triều lục bộ đức ông vương tử vương nữ vương tế y gia phong đại vương y điện hà tài hữu công đồng văn y vũ đinh y quan thánh y tiền phục vòng đại vương uy uy thánh đức đảng thần công hộ quốc cứu dân trừ tà bổ chính tỷ thân đẳng kim nhật đi bái đào đi hậu nhật trường thời tông tứ viết họ viết thang hướng y hậu trường nghi an trường trình gia môn hưng nghi vượng lấy nọc hưởng thông nhất thiết sở cầu tất giai quả toại đảng thần nạ tình vô nhậm kích chiết bình danh chi chính cẩn sứ thiên vận mậu tuất niên bát nguyệt thập lục nhật thời đệ tử cúi đầu thành tâm thường sớ triệt hương nghi hạ bút xưa phê tạo tiền dư tương đã lai độ chi tạc sai năng lực đánh tổng tạo sai binh độ binh tùy hữu sai binh độ âm kéo ra lá lệnh quyền sắc lệnh ra ban cung phù đệ tử khang linh thọ trường lực cực danh ơn nhờ Phật thánh độc hòa ân an tới tận tận giao y sát tụ dư tinh ngưỡng lên đông tử kỹ dày nhận ra kỹ đông người đó được dáng đầu đồng họ Trần tới đây hả? Buông lời vàng tiếng ngọc ban khen thủ nhang bản xanh tuổi trẻ nhất một lòng tòng một đạo đêm năm canh ngày 8 tiếng sáng thay hòa chiều lọc nước khêu tàn gạt bụi thần hôn phụng sự thiêu hương chúc thánh cửa vua cửa mẫu cửa thánh đồng ra đây để anh cuồng phủ gia hộ cho tử vũ hưng long chúng nhân các thánh quốc đảo dân cầu thủ nhang họ Nguyễn được pháp thể bình an đạo hạnh tăng trưởng chúng nhân ái kính hả. Sau thánh đồng anh chứng tâm nhỉ. Tây Quỳnh, Tây Quế, Tây Loan, Tây Phượng, Văn Đảng tiếng hát cầm ca chúc cửa Phật tiền tiên thánh ra đây ha. Sau chứng tâm các thanh đồng thủ đền ha, chứng tâm các thanh đồng thủ điện ha, chứng tâm các thanh đồng đạo quan hai hàng bốn phủ lính kế gần xa bách gia trăm họ dân thôn bản hạp trong thôn ngoài phố giả la tín não có mặt điên nay mưa không quản nắng không nề nhẹ bái yết cửa đình thần tam tứ phủ vấn an của thánh ông ra đây ha. Thế tiếp thêm quả phúc cho nhà họ Nguyễn nhỉ, để hồi ra an nghiệp dài cho mạnh khỏe trẻ cho bình an các uốn các tiểu cho công danh đỗ đạt bút điên hình phê chuẩn thương mại hành thông nhỉ, để tứ thời bát tiết thương long phong điều vũ thuận xuân đa cát khánh hạ bảo bình an khu tống tam tài đông nghinh bách phúc được tí xí tí xương được thiên hoan hỉ ha, được địa hoan hỉ ha, được bách thần giai nhân ủng hộ ha. Hậu tấu thiên đình phủ vương mẫu cha con anh em ta điều binh khiển tướng coi trong giữ ngoài đàn duyên được chu viên nhi tán nhỉ. Anh cho phúc đến tội qua phúc lai tài tống hoàn nghiệp được bằng khanh há quan. Đời trong khi mở mang năm hải đức công đường ta dọc kiếm dân hộ quốc đảng thần đệ tử con đi vòng bán tôi quỳ đức ông để tam đông hà người võ thao lược an nghi hôm ngoài quang nghi cổ phận năng nghi kinh như khí độ nghi Việt nhân phong công nghi nội sắc mình bị cực y phong công lội sai bình sinh nghi ngoại cầu thì đọc bình thì diều đứng đầu chính từ chung. Cô ngã kim bụng bị thải vào chịu để